Thưa quý vị và các bạn, qua hơn một năm sản xuất chương trình Hà Nội đẹp và chơi đẹp, đến nay chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh qua các địa chỉ Facebook, fanpage, email và đường dây nóng Hà Nội đẹp và chơi đẹp. Để nhóm phóng viên kịp thời đưa tin phản ánh cũng như liên hệ với chính quyền, cơ quan có trách nhiệm, có biện pháp giải quyết sớm những vụ việc sự cố tránh gây hậu quả, hệ lụy cho nhân dân trong cộng đồng. Và một trong những sự việc mới đây nhất là sự việc cột điện đổ nghiêng ở phường Trung Hòa sau khi lên sóng đã được cơ quan điện lực quận Cầu Giấy khắc phục nhanh chóng, đã tạo được cầu nối thân thiện và tin tưởng của công chúng với chương trình. Sau khi chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp phản ánh về tình trạng một cột điện khá to bị đổ nghiêng trong ngách 43/106 thuộc ngõ 123 Trung Kính, gây nguy hiểm cho người dân sinh sống tại đây. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa đã có kiến nghị với điện lực quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra và có biện pháp khắc phục ngay sự cố. Chỉ sau một ngày phản ánh và một ngày xử lý sự cố, thế là hàng trăm người dân sinh sống tại tổ dân phố 36 vô cùng phấn khởi. Giờ đây, họ không còn phải lo sợ mỗi khi đi ngang qua cây cột điện bị đổ nghiêng ra ngõ này nữa. Giờ thôi không sợ gì nữa, mà thôi thế này thì đời tôi thế này là sướng quá, trông thích lắm. Đây cứ ra ngắm là tôi sướng. Khi sửa chữa thì đồng chí chủ tịch có chỉ đạo là đưa sát vào tường, cho nên là nó mở rộng thì cái mặt đường ra được khoảng 60 phân nữa. Thế bà con ở trong thôn và trong cái khu vực dân cư đây rất là hoan nghênh cái tinh thần tiếp thu của bên Ủy ban Nhân phường và bên điện lực Cầu Giấy. Về thông tin phản ánh của nhân dân với cơ quan truyền thông kịp thời chính xác, việc tiếp thu ý kiến xử lý thông tin và đưa thông tin phản ánh nhanh chóng đã giúp chính quyền, giúp cơ quan quản lý, cơ quan có trách nhiệm biết để có kế hoạch xử lý sự cố tức thời, đảm bảo sự an toàn cho nhân dân, đảm bảo an toàn lưới điện. Đó là một sự kết nối, sự liên kết chặt chẽ giữa nhân dân, cơ quan báo chí để thông tin đến với chính quyền và cơ quan quản lý nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhân dân ở khu vực đã rất vui mừng và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, điện lực Cầu Giấy đã quản lý, làm tốt công việc lo cho dân, ngăn chặn nguy cơ tai nạn đổ cột điện, nguy cơ cháy nổ nhất là vào mùa mưa bão 2017 đang đến gần. Trở lại với các thông tin khác, sân chơi cho thanh thiếu niên trong dịp hè năm 2017 đang làm đau đầu các bậc phụ huynh, nhất là ở các khu vực trung tâm thành phố. Mới đây, một nhóm tình nguyện viên đã thí điểm gây dựng các sân chơi tiện ích và đầy đủ công năng ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm. Hiện nay, trong khu vực trung tâm thành phố, các sân chơi cộng đồng đang dần bị thu hẹp hoặc có diện tích rất hạn chế, thiết bị thiếu, cũ và xuống cấp, chưa thực sự hấp dẫn các bạn trẻ. Nhận thức được điều đó, tổ chức Healthprice và doanh nghiệp xã hội sân chơi trong phố được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân phường Trương Dương và cộng đồng dân cư đã thí điểm tạo dựng thành công một sân chơi cho trẻ em trong khu dân cư của phường. Với một sân chơi đa năng, thiết bị vui chơi hấp dẫn, chắc chắn các hoạt động thể chất, trải nghiệm xã hội, hiểu biết về văn hóa truyền thống, giao tiếp và phát triển cho trẻ em của khu dân cư sẽ được đảm bảo tốt hơn. Tuy nhiên, vấn đề là việc bảo vệ, giữ gìn các sân chơi, không gian chơi và các thiết bị sao cho sạch đẹp và bền vững để các em được phát triển trong môi trường lành mạnh và trong sáng. Mặc dù có biển cấm rẽ trái nhưng nhiều người tham gia giao thông khi đi từ đường Kim Mã vào phố Núi Trúc không biết. Hỏi ra mới hay, biển cấm đặt ở nơi khó quan sát nên ít người biết để chấp hành. Đây là những hình ảnh được ghi lại tại ngã tư Kim Mã Núi Trúc thuộc phường Kim Mã, quận Ba Đình. Mặc dù có biển báo cấm ô tô rẽ trái từ đường Kim Mã vào phố Núi Trúc vào các khung giờ cao điểm để tránh xung đột dòng phương tiện, giảm ùn tắc giao thông. Nhưng vấn đề ở đây nhiều người không chấp hành. Do việc cắm biển báo ở bên phải đường khuất tầm nhìn nên mọi người khi rẽ trái không nhìn thấy biển. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải sớm kiểm tra, lắp đặt biển dễ quan sát và chấp hành để người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua đây được an toàn thuận tiện. Tại ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, không kể ngày mưa hay nắng, cứ vào khoảng 21 đến 23 giờ hàng ngày là cả chục chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đua nhau chở vật liệu và phế thải về đây tập kết, tạo thành một điểm phế thải nhức nhối của địa bàn. Đáng chú ý là khu vực này nằm giữa Đại sứ quán Nga, hai bệnh viện lớn Hà Nội và Trung ương. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng này đã diễn ra từ lâu và người dân sinh sống tại đây đã nhiều lần kiến nghị lên phường Láng Thượng. Nhưng cho đến nay, tình trạng trên không những không giảm đi, mà thậm chí nhiều lần nhân dân kiến nghị lên phường Láng Thượng mà chưa thấy có hồi âm. Câu hỏi xin được chuyển cho lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải và Cảnh sát Trật tự quận Đống Đa. Chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp được phát sóng vào 19h45, phát lại vào 12h55 hàng ngày. Đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.